chào quý khán giả đang đến với kênh Nước Pháp Có Gì Hay. Và thưa quý vị, video hôm nay sẽ là một tour du lịch không đồng đi qua những vùng đất đẹp mộng mơ, những điểm đến không thể bỏ qua của hai nước Pháp và Thụy Sĩ. Và như vậy, video này dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, yêu thích khám phá những vẻ đẹp diễm lệ của núi non trùng điệp, của mây nước bao la, cũng như nhìn ngắm những vẻ đẹp vô cùng lãng mạn và uy nghi, tráng lệ mà con người ở đây đã tạo ra trên xứ sở của họ nhé. Và đây cũng chính là một trong những tour du lịch do Toản Toản thiết kế và dẫn khách trên thực tế ha. Và thưa quý vị, khách đến với mình đầu tiên là sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền núi Ossava nơi mình đang sống. Các bạn có nhận thấy màu nước ở đây nó xanh như ngọc không? Phải nói rằng Ossava là một nơi rất đẹp của nước Pháp, nơi có rất nhiều du khách tìm về. Tuy vậy, rất ít người Việt biết tới nơi này, kể cả những người đã ở Pháp lâu năm. Và chúng ta có nhận ra ai đây không? Thưa quý vị, đó là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cùng với bạn của Hòa. Các bạn cũng đã nghe mình nhắc qua về kỷ niệm rất là dễ thương giữa mình với hai bạn trẻ này rồi ha. Họ chính là những vị khách đầu tiên trong tour du lịch tự túc khám phá Pháp và Thụy Sĩ của mình đó, thưa quý vị. Và tất nhiên đã đến với Ossava thì làm sao có thể bỏ qua thành phố Chamonix. Một phố núi đẹp mộng mơ, đẹp như một bức tranh thủy mặc, nằm nép mình dưới bóng của ngọn Mont Blanc trứ danh cao vòi vọi, phải không thưa quý vị? Đã đến Chamonix rồi, tại sao chúng ta lại không lên đỉnh Aiguille du Midi ở độ cao 3.842m để nhìn thấy ngọn Mont Blanc một cách gần gũi hơn, rõ ràng hơn? Các bạn thấy cái đỉnh nhọn cao vút ở trên kia đó không? Đó chính là đích đến của chúng ta đó thưa quý vị. Chúng ta phải đi hai chặng cáp treo mới tới được cái đỉnh này. Tự nhiên có một cái cột đá to khổng lồ nó mọc chỏi lên giữa trời không và người ta đục vào trong lòng nó để làm cái trạm cáp treo đó quý vị. Chúng ta đang đứng ở trên cái độ cao mà còn cao hơn cả núi ha quý vị ha. Đó, từ trên đây mình đứng mình nhìn xuống mình thấy có rất nhiều ngọn núi nhấp nhô ở bên dưới kia. Và đây là cái cầu thang. Để đi lên, mình thử nhìn xuống bên dưới cái cầu thang ha. Đó, người ta gắn cái cầu thang vào trong vách đá như vậy đó quý vị. Đây là trực thăng cứu hộ đó các bạn. Người ta cứ đi trao lượng như vậy đó. Và dưới kia là những người đang đi trên những cái sườn núi tuyết. Mà trời đất ơi, các bạn thấy nó cao vậy đó không? Sao mình thấy mình sợ quá. À, đó là những người leo núi đó các bạn. Những người bình thường như mình thì không đi được đâu. Những người đó là những người leo núi đó. Những cái sườn núi màu trắng mà quý vị thấy đó là băng chứ không phải tuyết đâu thưa quý vị. Nghĩa là tuyết rơi cũng đã hàng trăm năm, hàng triệu năm rồi và nó cứ động lại như thế. Lâu dần thì nó đã biến thành một cái khối chắc chắn, trở thành băng. Và trên đường chảy xuống của nó thì nó tạo thành những cái dòng sông băng mà trong một video giới thiệu về dòng sông băng ở thành phố Chamonix, mình đã giới thiệu cho quý vị thấy những cái hang động băng đăng mà người ta khoan vào trong băng ở trong lòng núi đó thưa quý vị. Có ai còn nhớ video đó không? Ai không nhớ thì nhìn lên góc trên bên phải trên màn hình có cái dòng chữ nó chạy ra. Quý vị nào muốn coi thì click vô đó để coi ha.
Hiện tại thì mình đang đứng ở một cái lối đi bằng mặt kính trong suốt. Và từ đây mình nhìn xuống bên dưới thì mình sẽ thấy cái nhà hàng nè. Đó, cái lối đi có mái che đó là đường dẫn vào nhà hàng. Và trên mái của nhà hàng, các bạn thấy có cái cầu thang mà lúc nãy mình đi lên đó, là nó sẽ có cái tầm nhìn bao quát ra thành phố Chamonix và nhìn qua cái ngọn Mont Blanc luôn. Sau khi xếp hàng rồng rắn chờ cũng phải hơn nửa tiếng á, thì mình cũng đã tới được cái phòng kính trong suốt mà người ta làm nhô ra giữa không trung vậy quý vị. Và cái background của nó là ngọn Mont Blanc. Và mỗi người chỉ có chừng nửa phút chưa tới một phút để chụp hình thôi quý vị. Và đứng ngắm cảnh ở trên một cái không gian rộng mênh mông bao la bát ngát là một trải nghiệm vô cùng đáng giá thưa quý vị. Giữa một mùa hè nắng nóng cực độ, nóng như điên mà mình lên trên này nó lạnh teo bu riêng nha quý vị. Một khi đã tới Ossawa thì đâu thể nào mà không tới Annecy, thủ phủ của vùng này, với cái hồ được mệnh danh là sạch nhất châu Âu và một cái phố cổ đẹp như một bài thơ hả quý vị? Rồi bây giờ tới Annecy rồi, quý vị cũng nên thử tinh thần của mình một chút bằng cách đi vào cái Gorge du Fier, một hẻm núi mà trên đó chúng ta sẽ đi trên một cái cây cầu lắc lẻo. Một cây cầu gỗ rất hẹp, nằm ở độ cao 30m so với mặt nước. Quý vị có còn nhớ cái câu chuyện tình lâm ly bi đát liên quan tới cái hẻm núi này không? Đó, và đây là cái lâu đài của bá tước Montpellier, nơi mà nàng Diana dành cả phần đời còn lại của mình để đếm tháng ngày trong ngục tối bằng cách vạch lên trên bức tường của phòng giam từng nét gạch để đếm tháng đếm ngày. Ai chưa biết tới câu chuyện đó thì hãy nhìn lên góc trên bên phải màn hình và click vào cái đường link đang hiện ra nha. Trời ơi, cái chuyện nó hay, em kể mà em còn thấy hay thưa quý vị. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy tham quan cái lâu đài Montpellier trên thực tế nha quý vị. Lần hồi chiêm ngưỡng từng căn phòng trong lâu đài, chúng ta sẽ có thể hình dung được đời sống của người Savoya xưa và đời sống của các bá tước của những quý tộc ngày xưa như thế nào nha quý vị. Quý vị thấy đó, ở đây toàn là đồ cổ thôi. Từ những món đồ gỗ nội thất cho tới những cây đàn, những cái món đồ gốm sứ trang trí cũng như vật dụng gia đình, quần áo, cây kim, sợi chỉ. Rồi những lọ nước hoa của người xưa. Mình có cảm giác giống như là mình đang sống trong thời kỳ của họ. Và cái cuộc sống đó nó hiện về một cách rõ ràng, rõ mồn một thưa quý vị, vô cùng sống động. Rồi cái mặt đúng rồi, bộ dây nè. Nón quạt này nó kỳ vậy. À, đôi giày của họ nhọn. Và họ có cái đôi giày không nhọn nữa kìa. Đôi giày bên kia không có nhọn. Trong câu chuyện tình mình kể thì bá tước Montpellier là một người rất thích săn bắn phải không quý vị? Và quý vị vừa chiêm ngưỡng qua vài trong số rất nhiều những món đồ săn bắn của ông. Còn đây là hai căn phòng rộng mênh mông trưng bày rất nhiều những cái món đồ gốm sứ, vật dụng gia đình ngày xưa của những người quý tộc. Và tất nhiên một khi quý vị và các bạn đã đến với Ossawa, cây xứ của mình, thì làm sao mình có thể bỏ qua Ivoire, ngôi làng chài được xếp hạng là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp được. Mình chưa thấy có vị khách nào tới đây mà không bị mê hoặc bởi ngôi làng này. Trời ơi, nó nhỏ xíu 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 à, nhưng mà quý vị chụp hình một ngày cũng chưa hết những góc đẹp của nó, tại vì quay hướng nào nó cũng đẹp hết thưa quý vị. Nhưng mà mình đã giới thiệu về nó cũng mấy lần rồi, ai chưa coi thì lại nhìn lên góc trên bên phải màn hình nha. Còn bây giờ thì từ Ivoire, tụi mình sẽ đón tàu đi Nyon, Thụy Sĩ. Thực ra thì từ Ivoire mình có thể đi Geneva hay là mình có thể đi Lausanne bằng tàu cũng được.
Nhưng mà do tụi mình đã dành rất nhiều thời gian để khám phá một cung đường lạ trên đường đến đây và dành rất nhiều thời gian để chụp hình ở Ivoa tại nó đẹp quá, cho nên cái chuyến đi tàu đến Nyon của Thụy Sĩ là lựa chọn phù hợp nhất của tụi mình. Ở Nyon nó có những cái góc cũng rất là đẹp, đặc biệt là từ cái lâu đài cổ nhìn ra bến cảng. Trời chán chê ở đó rồi, tụi mình lại lên tàu về lại Ivoa. Ngắm Ivoa từ ngoài hồ Lemon nhìn vô cũng đẹp quá ha quý vị. Tạm biệt non nước Ossawa, tụi mình lên tàu đi Thụy Sĩ đây. Nghe nói có cái phim Crush on You, Hạ cánh nơi anh. Nó làm mưa, làm gió, làm cho biết bao nhiêu là khách châu Á đã phải tìm đến đây. Cho nên tụi mình cũng phải tìm đến đây cho biết. Quả là một vùng non nước bình yên và thơ mộng thưa quý vị. Trời ơi, mình bị cuốn hút bởi những cái hoa dại mọc theo con kênh này nha. Rực rỡ quá chừng luôn. Chuông ơi, hình như cái máy bay trực thăng á, đâu đi đâu mất tiêu ở đây rồi. Đuổi hoa bắt bướm mới nhiêu được rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi lên trên đỉnh núi để ngắm nhìn cái view vô cùng lộng lẫy từ trên núi mà nhìn xuống Interlaken, nhìn thấy cả cái thành phố và hai cái hồ ở hai bên nha quý vị. Kìa non non nước nước mây mây, chúng ta đến rồi quý vị ơi. Nó đẹp không có lời nào tả nổi. Tự nhiên tới đây khi mình nhớ tới bài thơ Hương Sơn Phong Cảnh của Chu Mạnh Trinh quá các bạn. Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, lững lờ khê yến cá nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Bạn có biết vì sao cái thành phố bên dưới nó có tên là Interlaken không? Interlaken có nghĩa là ở giữa hai cái hồ, và cái thành phố đó nó nằm giữa hai cái hồ như chúng ta vừa thấy ở trên cao, đó là hồ Brains và hồ Thun. Laute Brunnen là cái địa danh của cái chỗ này nha, tên của chỗ này, còn mít tức là chắc là ở đây là nó có trồng mít. Cái vùng Thụy Sĩ này người ta nói tiếng Đức chứ không phải nói tiếng Pháp giống như cái vùng Geneva gần nhà mình thưa quý vị. Cho nên là mình cũng phải học vài từ tiếng Đức. Các bạn thấy mình phát âm tiếng Đức giỏi không? Học tiếng Đức dễ vô cùng. Đó, còn cảnh ở đây thì nó đẹp vậy đó quý vị. Đây là cái thác nước mà nó lớn nhất trong vô số thác nước ở đây. Có rất là nhiều thác nước mà đường đi vào thì nó nắng chang chang thưa quý vị. Có một điều mình rất là ngạc nhiên là những ngôi làng du lịch ở Thụy Sĩ nè, nó đẹp như vậy đó mà trên đường không có một bóng cây. Trời ơi, trưa nắng chang chang, nó nắng bể đầu, nắng le lưỡi thưa quý vị.
nắng quá cho nên tụi mình tới được cái thác rồi là coi như kiếm một cái con đường mát mẻ khác để mà đi thôi quý vị. Thôi ảnh nằm. Con đó là dê cụ rồi đó. Cái khó nó ló cái khôn nha quý vị. Nắng nóng quá thế là tụi mình nghĩ ra một cái kế là trèo lên tàu cho nó chở đi tham quan xung quanh bờ hồ, hết hồ nọ tới hồ kia. Đây tụi mình tới cái hồ Brands trước nha. Ở đây nó có cái tàu hơi nước bánh răng cưa. Ai muốn đi lên cái đỉnh Grindelva First thì có thể đi trên cái tàu đó. Tụi mình chơi chụp hình ở ngoài hồ đã rồi thì đi vào trong lâu đài chơi các bạn ạ. Ở trong này nó có cái lâu đài, cái cụm lâu đài cũng khá đẹp. Tụi mình du lịch tự do, tự túc mà, cho nên chơi chụp hình chừng nào chán thì thôi. Các điểm đến cũng vậy, tùy theo cảm hứng, cảm nhận của tụi mình thôi. Tụi mình thoải mái thêm hay bớt điểm đến, mình làm chủ thời gian và các cái điểm đến của mình. Đi du lịch tự túc nó sướng vậy đó các bạn, tức là mình đi theo cái nhịp sức khỏe và cái cảm xúc của mình. Rồi bây giờ quý vị thử phát biểu cảm nghĩ của mình về cái lâu đài có tên là Schloss Oberhofen này đi quý vị. Có ai muốn tới chỗ này không? Mình nghĩ một lần nào đó mình sẽ rủ bạn Lo tới ở lại đây mấy ngày. Còn đây là cái bãi người ta nhảy dù ở Interlaken này các bạn. Nó ngay phía con đường chính phía trước khách sạn mình ở thôi. Người ta nhảy từ trên núi xuống và hạ cánh tại điểm này. Từ Interlaken mình có thể đi nhiều điểm lắm. Từ đây các bạn cũng có thể đón cabin để lên đỉnh núi Jungfrau Josh, nơi được mệnh danh là nóc nhà của châu Âu. Nhưng mà những người bạn của mình đã đi nhiều đỉnh núi khác, ví dụ như đỉnh Tillis ở Thụy Sĩ, đỉnh Mont Blanc ở Pháp. Cho nên là các bạn không có nhu cầu đi Jungfrau Josh nữa, mà tụi mình sẽ chuyển sang đi Bern. Đó là thủ đô của Thụy Sĩ đó các bạn. Mình nghĩ là khi mình đi trên tàu á thì mình đã nhìn thấy con kênh này và cái lâu đài đằng kia. Tụi mình lang thang chơi đây nguyên một buổi chiều, chơi tới tối luôn mới về. Tại vì ngày mùa hè nó dài đó các bạn, ngày nào tụi mình cũng đi từ sáng tới tối mới về hết trơn á. Mà thực ra tụi mình bước ra khỏi nhà cũng trễ lắm, ngủ đã xong rồi dậy, chừng nào ăn sáng xong thích đi thì đi à. Sô-cô-la Thụy Sĩ nè các bạn, đã không? Đẹp quá hả? Sau 4 ngày rong chơi, khám phá từng ngóc ngách bờ hồ, núi non, lâu đài ở cái vùng quanh Interlaken của Thụy Sĩ thì tụi mình chuyển về vùng Alsace của nước Pháp để thay đổi không khí nha các bạn. Và đây chính là Strasbourg, thủ phủ của vùng Alsace. Và trên màn hình trước mắt quý vị chính là nhà thờ Cathedral Strasbourg. Đây là nhà thờ chánh tòa ở Strasbourg. Và nó là công trình kiến trúc của thời La Mã cao nhất thế giới mà còn tồn tại cho tới ngày nay. Nhà thờ rất uy nghi, tráng lệ. Strasbourg là nơi có hội chợ Noel lớn nhất châu Âu và đây là nơi mà người ta sẽ đặt cây thông Noel cao nhất châu Âu vào mỗi dịp Noel. Và những câu chuyện xung quanh việc xây dựng nó thì rất ly kỳ và thú vị. Đây là gương mặt của con quỷ đã bị nhốt lại trong nhà thờ. Đến Strasbourg thì chúng ta cũng không nên bỏ qua vẻ đẹp của một nơi có tên là La Petite France, có nghĩa là nước Pháp nhỏ.
tại sao ở trong lòng một thành phố thuộc nước Pháp lại có một cái khu vực gọi là nước Pháp nhỏ? Thực ra cái tên này nó liên quan tới một cái dịch bệnh xảy ra ở châu Âu vào cái thời điểm mà Strasbourg chưa thuộc về nước Pháp, mà nó thuộc về đế quốc La Mã thần thánh, thưa quý vị. Một lúc nào đó nếu có duyên giới thiệu thêm về Strasbourg thì mình sẽ giải thích cho quý vị cái tên này nha. Ở Strasbourg có rất nhiều bảo tàng, thưa quý vị. Chỉ xung quanh nhà thờ Cathedral thôi là quý vị đã thấy có rất nhiều bảo tàng rồi. Mình thì mình rất là mê khảo cổ lịch sử cho nên mình đã vào cái bảo tàng này. Còn hai vị khách của mình thì đi xem tranh ở hai cái bảo tàng khác, nó cũng cùng trong một cái tòa nhà này thôi. Và sau khi xem xong ba cái bảo tàng ở cùng một địa điểm á, thì tụi mình cũng đã thăm thú một vài bảo tàng khác nữa. Và rồi dĩ nhiên khi đến Alsace thì những bước chân phiêu lãng của tụi mình không thể nào mà không đặt đến Colmar. Và ở Colmar có một nơi gọi là La Petite Venise, tức là Tiểu Venice. Đây là điểm nhấn đặc biệt nhất, quyến rũ nhất, nền thờ nhất của cổ trấn Colmar. Bạn có muốn đi ngoạn cảnh bằng thuyền như những du khách kia không? Nếu muốn thì bạn phải đặt trước nha, vào mùa hè rất là đông khách đó. Ngoài ra, Colmar cũng như toàn bộ những ngôi làng, những thành phố khác ở vùng Alsace, nó có những ngôi nhà cổ rất là đặc trưng, với kiến trúc nhà nửa gỗ rất đặc sắc, và đó chính là dấu ấn của người Đức, của văn hóa Đức đã để lại trên mảnh đất này. Rõ ràng cũng là trên nước Pháp thôi mà mỗi vùng miền có một màu sắc văn hóa khác nhau ha các bạn. Ở vùng Alsace mà cụ thể là ở Strasbourg hay Colmar, người ta có phương ngữ riêng gọi là Alsacien. Nó là một thứ ngôn ngữ mà lai giữa tiếng địa phương và tiếng Đức, thưa quý vị. Họ cũng nói tiếng Pháp nhưng bằng một chất giọng vùng miền rất đặc trưng. Các bạn thấy nè, du khách đang tập trung lại đây để đọc những thông tin liên quan tới ngôi nhà cổ này. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Alsace và nó có tới 700-800 năm tuổi lận, thưa quý vị. Ví dụ như ngôi nhà này, nó được xây dựng vào năm 1435. Ngoài ra thì Colmar, Strasbourg nói riêng và toàn bộ vùng Alsace nói chung này còn rất nhiều những góc nhỏ khác mà quý vị cần phải đặt chân đến để khám phá. Bởi vì có một thực tế là cảnh vật ở bên ngoài nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà mình quay được qua điện thoại. Tới đây thì tour du lịch tự túc không đồng khám phá Pháp và Thụy Sĩ xin được phép kết thúc. Quý vị có yêu thích cái tour này không? Nếu quý vị yêu thích thì hãy để lại cho mình một like, một bình luận và hãy cảm ơn nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhé. Bởi vì Lê Thanh Hòa và bạn Thanh Tùng là người đã tài trợ cho chương trình này. Và nếu như xem đến đây mà có ai trong số quý vị khán giả đang xem video cũng muốn được đặt chân tới những nơi này và muốn toản toản Tháp Tùng cùng quý vị thì xin đừng ngần ngại đặt tour cho mình qua địa chỉ email nước Pháp có gì hay a@gmail.com nhé. Toản toản sẽ rất hân hạnh được chào đón và Tháp Tùng quý vị đi khắp muôn nơi. Ở Pháp, ở Thụy Sĩ hoặc thậm chí ở một nơi nào đó ở châu Âu này nhé. Còn bây giờ thì Toản Toản xin được nói lời cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. À và quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi, thả like và để lại bình luận trên kênh mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Au revoir, bye bye.